Xin chào anh em. Dạo này em mới đi tập huấn về cho nên là cũng ít lên video. Thì xin giới thiệu với tất cả anh em, đây là cái cây quế mà em đã trồng cách đây 5 6 năm rồi, rất là lâu và nó là tác phẩm trong vườn đấy. Thì ngày hôm nay em về rồi thì Lai Châu nó cũng đang rất là mưa cho nên là cũng mong muốn được chia sẻ với tất cả anh em những cái cây lan, những cái mặt bông. Đấy, rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Quế hoa lan thì tháng 8 có hai cái loài phải nói là cực thơm, đó là hoàng nhạn tháng 8 và quế tháng 8. Hôm nay em lên với các bác những cái tác phẩm quế tháng 8 rất đẹp. Ở đây là quế Hòa Bình mọi người nhé. Những cái tác phẩm này em nuôi cũng một vài năm rồi. Đấy. Thì nó đang mùa hoa, đây các bác có thể nhìn thấy cái cần hoa của nó. Và nếu anh em nào chơi lan tinh tế thì có lẽ cũng rất là thích quế các bác ạ. Vì quế nó có mùi hương rất là thơm và nó chơi được quanh năm. Và cái lá của nó, cái màu xanh của nó. Thì em xin phép vào đơn đầu tiên, đơn số 1 là một chậu quế thuần trên gỗ nghiến, chậu nghiến mọi người nhé. Chậu quế này em bán với giá là 400 nghìn, gồm có hai vòi hoa, đây các bác. Hai vòi hoa. Chậu thứ hai cũng là một chậu quế. Chậu này thì nhiều hoa hơn một chút, nó có 3 vòi. Chậu này em bán cũng là 400 nghìn. Đấy, chậu ở đây hầu hết là chậu nghiến mọi người nhé. Chậu số 3 cũng là một chậu 400 nghìn. Chậu số 3 cũng là một chậu rất đẹp đấy. Chậu này để 400 nghìn thì bác nào mà có duyên thì có lẽ là cũng sẽ chốt tác phẩm này thôi. Đây có 3 vòi hoa các bác này. Đấy, cực kỳ tuyệt vời. Em đã thuần rất là lâu. Bây giờ các bác mua một cái cây quế trong vườn về, cây quế rời ấy, về chưa chắc đã đẹp ngay được, mà thưởng hoa thì có thể nó cũng chưa thưởng được ngay, mà nó ít dạng phải vài 300 nghìn rồi, không thể bằng cái hàng thuần này của em được. Và thậm chí hàng thuần nhiều khi bán còn giá còn rẻ hơn. Còn đây là một, cũng là một cây quế tác phẩm. Cây quế này thì 8 vòi hoa và hoa phân nhánh mọi người nhé, rất là cao, rất là đẹp. Các bác thấy chưa? Chậu quế này thì 8 vòi hoa, đây một một cành. Một cành phân nhánh, hai cành phân nhánh. Đây cây quế năm ngoái cũng phân nhánh, năm nay cũng phân nhánh. Thì cây này nếu bác nào yêu mến thì em đã mua nuôi nó rất là lâu rồi các bác nhé. Thì, cây này bác nào thích thì em nhắn cho em, nhắn riêng cho em. Em xin vào cây tiếp theo. Là một chậu phi điệp tím hàng của rừng Lai Châu. Phi điệp này thì các bác sưu tầm cũng rất đẹp. Đấy. Rất đẹp các bác nhé. Ở đây là em để 100 nghìn, chậu số 5. 100 nghìn các bác này. Chậu số 6 cũng là một chậu gấp khúc. Đấy các bác thấy thân thủ nó rất đẹp. 100 nghìn đây là những cây em tuyển nhé. Hôm nọ thì bán có những chậu chỉ 20 nghìn thôi. Ví dụ như những chậu như này thì em lột chậu chỉ có 20 nghìn thôi. Đấy, còn những bác nào mua chậu thì thứ nhất là cái công đóng nó cao hơn. Và đây là những mặt hoa là em cũng đã để lại trong vườn. Nó rất là ưu tú các bác nhé. Cho nên là mình không thể so sánh cái cây này với cây kia được. Ví dụ ông này bảo bán 20 nghìn sao rẻ thế. Còn chậu này có mấy thân mà những 100 nghìn. Thì đây là chậu mặt hoa đẹp các bác nhé. Tí quên, em vào chậu số 4. Chậu số 4 này em bán với giá 1 triệu 300 nghìn đồng. Chậu này nó có cái đặc biệt, đó là nó là một chậu kẻ các bác. Chậu kẻ to đấy. Chậu kẻ này thì em báo cáo với mọi người là nó ăn phân hơi bị nhiều. Ăn phân ở đây là phân hữu cơ các bác nhé. Hầu hết những bông kẻ ấy, nếu mà ăn nhiều phân trâu, phân bò, phân dê là đều bị mất kẻ các bác ạ. Đấy thì ở đây duy nhất có một cái ngọn này nó lên kẻ như thế này. Và cây này phải nói thật với các bác là em không để ý ngay từ đầu ấy, cho nên em táng hơi nhiều phân dê vào đây. Đây các bác này. Cho nên em cũng đã hỏi một cái chuyên gia về kẻ, cũng gọi là anh ấy chơi có tiếng của làng kẻ Việt Nam, anh Định, có lẽ anh em cũng đều biết. Thì cây này thì em mua là xuất xứ cũng là của vườn những vườn dưới Hải Phòng mọi người nhé. Lúc nó còn rất là bé thôi. Nhưng đây, ví dụ như là mình mà để phân nó quá ấy, thì là phân dê, phân trâu, phân hữu cơ nói chung nó quá thì nó sẽ mất kẻ. Đấy.
Cho nên là anh ấy bảo là từ sang năm, bây giờ em cứ nuôi kéo lực thật khỏe đi, từ sang năm em bắt đầu bỏ hết cái phân dê này ra, em bắt đầu em làm lại, em cho những cái phân ví dụ như là phân hữu cơ hay là tăng cường bón lân lên thì cái kẻ này nó sẽ rất đẹp. Đây các bác thấy chưa? Đây thì trậu này em bán 1,3 triệu, trậu số 4 các bác nhé. Đấy thì cái cây này là cây tầm nhìn cho anh em về nhà. Đây nó đang lực cực mạnh như thế này thì sang năm ví dụ bác nào muốn mua về làm giống hay cắt kỳ cũng đều được. Em bán 1,3 triệu đồng. Khi nó còn là kỳ năm 2 nhìn nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó vàng cái màu vàng gọi là rất là sang trọng luôn. Nó cứ một nửa kẻ bên này, một nửa xanh bên này. Đấy. Ở những lá dưới các bác thấy chỉ cần một cái trên này một vài lá nó thể hiện được. Đấy đúng không ạ? Thì tầm khoảng vào tháng 9, tháng 10 bắt đầu cây nó bắt đầu nó lên màu rất đẹp nhé các bác nhé. Năm nay thì có thể nó có những hai cái nhánh này nó chưa ra kẻ lắm. Nhưng mà các bác nuôi đến cuối năm và các bác thay đổi chế độ đi thì nó sẽ rất ok. Đấy, chúng ta sẽ có cái giống đẹp. Thì đây là một cái cây kẻ tà năng các bác nhé. Trước em mua anh ấy bảo là tà năng. Em xin vào những tác phẩm HO 50 trắng hiển oanh ấy. Một chậu như thế này em bán với giá là 140.000 đồng chậu số 7 gồm có hai thân. Đấy, cực kỳ đẹp. Đây các bác thấy cái cây HO ấy, là bao giờ cái phần lá của nó sáng, nó bạc bạc như này này. Đấy. Cái phần thân già em nhầm. Và lá bao giờ nó cong vẹo như này. Đấy. Cong vẹo, đấy, gập như này mọi người nhé. Đấy, thì anh em mua của em nếu mà sai hoa em đền 1 triệu cho các bác. Đấy. Đây là một nguyên hơn 100 chậu. Chậu số 8 150 nghìn. Cũng là một chậu hai thân. Các bác thấy nó cây nó đẹp. Kinh khủng. Đấy. Lá của HO nó xẻ chỗ rãnh này. Đấy. Dễ cực mạnh. Đấy, các bác thấy chưa? Chậu số 9 cũng là một chậu hai thân 150 nghìn. Chậu này thì dài hơn một chút. Tuy nhiên là hôm trước có cái kỳ này thì em cắt đi rồi. Mình báo cáo thật với các bác như vậy. Vì có những kỳ nó quá dài mình không xuống nhanh là sang năm nó coi như tịt ấy, anh em ơi. Chậu số 10 là một chậu một thân 100 nghìn. Chậu này thì cực mạnh, cực khỏe luôn. Đấy. Chậu số 10 gồm có một thân già. Thân già này còn 3 kỳ. Còn cái kỳ đầu ngọn này là em cũng cắt đi rồi. Đấy. Vì nó hôm mang về là nó cũng bị lướt trên đường, là nó cũng bị gãy một ít nên là cắt. Chậu số 11 150.000. Chậu này thì quá đỉnh cao rồi. Chậu này tác phẩm về thì các bác chơi thì phải nói là cực kỳ luôn đấy. Em quay cho bác các bác cái chậu tác phẩm HO này. Chỉ cần các bác về đến sang năm là những cái thân già mình cắt ra là nó đã đẹp được như này rồi các bác nhé. Đấy, đây là kỳ năm 2 này, em chăm đấy. Quá đỉnh cao luôn. Thì kiểu gì các bác mua về như này, sang năm chả có một vài tác phẩm để chúng ta chơi, đúng không? Chơi nó lùm lùm như này nó mới đỉnh chứ. Chậu số 12, báo cáo với anh em là một chậu gồm có một cái kỳ hôm trước em đã thân già nó đã bám luôn vào đây rồi. Chậu này chục kỳ. Đấy. Cây thân già hai thân này em bán với giá là 170.000. Chậu này về các bác tách ra này sang năm thành một chậu to luôn. Chậu số 13 130.000. Chậu này một chậu một thân. Thân rất to, rất dài, rất đẹp. Chậu này phải 60 phân. Kỳ này cắt mất rồi. Em cắt bớt một số kỳ đi rồi. Bởi vì nó đi ở đây nó cứ quẹt vào người ấy. Quẹt vào chân mình cho nên là nó bị gãy cái này, gãy cái rễ. Chậu số 14 150.000. Chậu này thì siêu dài luôn các anh em nhé. Đấy. 150.000. Chậu số 15 là một chậu 5 cánh trắng Bảo Duy. Chậu Bảo Duy này thì năm kia đã cổ phần 295 triệu để lấy về 4 kỳ các bác nhé. Thì thực ra cái lúc mà nó cao giá đi chợ nó dễ thì anh em người ta cũng mua
người ta cũng gọi là dễ ra dễ vào đấy, nhưng bây giờ thì va nó còn gọi là xuống hẳn rồi, sập hẳn rồi. Cho nên là chậu Bảo Duy này cái lúc cao giá em cứ tính là tầm khoảng 15 tỷ nhá, không phải bốc phét các bác đâu. Đây là một chậu mầm gốc lách, cho nên là cái lực nó đi rất là kinh. Lần trước quay cho các bác thì nó chỉ đến đây thôi, nhưng mà từ giờ đến tầm khoảng cuối năm nó tầm khoảng ra 20-30 phân nữa thì sang năm về các bác làm giống. Chậu này 5,4 triệu, nó rơi tầm khoảng hơn 20 phân ấy. Báo cáo với anh em là đây là chậu Bảo Duy thật các bác nhé. Còn những cái chậu Bảo Duy mà dài hàng mét mà bán 400-500 nghìn là cái chậu vớ vẩn. Anh em nhìn cái lá của nó thì chúng ta thấy cái sự khác biệt, thân xanh sạch 100%, kẻ và có gấp khúc ở thân. Và Bảo Duy này thân nó không to đâu các bác nhé, nuôi có kịch cựa thì nó không bao giờ to như những cái hàng khác, không bao giờ to như HO Phú Thọ đấy. Thì nó bản chất của nó là cái thằng này là ở hàng Lào sang, giống của nó là anh Hoàng Tuấn năm 2017 đặt tên cây này theo hai đứa con của anh là Bảo và Duy ấy, gọi là 50 trắng Bảo Duy. Chậu này về các bác làm kinh tế cũng được, các bác nào mà không cần nghĩ đến tiền thì sưu tầm chậu này, em bảo hành hoa 100% cho anh em. Bảo Duy là một mặt bông tầm cao và rất có giá trị đấy. Chậu 50 trắng Hà Tĩnh, chậu số 16 70.000, chậu số 17 70.000, chậu số 18 70.000, chậu số 19 70.000, chậu số 20 50.000. Em bán bớt đi cho nó rộng vườn. Những cái chậu này tính ra các bác tầm khoảng 10.000 một kỳ. 10.000 bây giờ không mua nổi cái bánh mì anh em ạ. Chậu số 21 là một chậu 5 cánh trắng Hiển Oanh. Chậu này thì lực cũng quá mạnh rồi. Chậu này cái trước đây em mua 12 triệu cái mầm bằng cái hột lạc, cái hột gạo đây này. Chậu này em bán 170.000. Sập rồi thì bán thế thôi anh em ạ. Chậu số 22 là một chậu hồng Yên Thủy 120.000. Chậu hồng Yên Thủy này 3 mầm các bác nhé. Mầm ở dưới nó đây các bác nhìn thấy chưa? Và lá của nó thì ở có một hai lá nó bị chấm như này, nhưng mà lá ngọn thì không việc gì. Đấy. Chuẩn hoa cho anh em. Chậu số 23 là một chậu mít Pù Luông. Năm ngoái em ươm thì em lại không ghi tên. Ở đây có cả mít Pù Luông, có cả mít Yêu Vợ đấy. Mít Pù Luông thì phải nói là hàng thân thủ nó quá đẹp rồi. Đấy. Đây mít Pù Luông, cây bên kia em vừa quay cho các bác cũng là mít Pù Luông. Thì em bán cứ bán cái chậu này 100.000 đồng, gồm có 3 kỳ và 4 mầm. Đây là một chậu Cửu Long Cao Phong. Tiếp theo em xin mời các bác sưu tầm một số cái sản phẩm thảo dược như là mật ong rừng hay là thuốc dạ dày, rồi là những cái đồ ngâm rượu rất là rẻ. Trong đó có mấy con dao em cũng mong muốn bán xả đi cho nó rộng kho. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em. Mời các bác xem tiếp video. Ở dưới này vẫn là cái kho của em. Thì em giới thiệu một cái thuốc cực kỳ tuyệt vời dành cho những người bị gút và bị đau nhức xương khớp. Đây gọi là gói mộc dược. Gói mộc dược này định lượng là 450g. Gói này bác nào bị gút này, bị thoát vị đĩa đệm đấy, và đau nhức xương khớp thì các bác dùng cái này. Cái này em bán một gói, nó là một định lượng 450g. Một gói này các bác uống sẽ khỏi đấy. Bạn em phải nói thật với các bác là đi rất nhiều viện rồi, nằm chỉ có nằm thôi, nhưng mà bây giờ uống vào đã chống gậy đi bình thường được. Thì cái loại thuốc này nó cực kỳ tuyệt vời. Nó dành cho nó là bài thuốc của những bài thuốc của người Mông mà họ theo đạo đấy, họ rất là không chia sẻ với ai. Thì em lấy về, thực ra em không biết cái cây nó hình dáng như nào, nhưng ở đây là cây này rất là tốt các bác nhé. Em bán cho các bác là 190.000 một gói, chưa có phí vận chuyển. Có phí vận chuyển thì thêm 20.000 nữa. Tiếp theo em có hạt dổi. Hạt dổi thì em bán là 50.000 một lạng.
Hạt dổi bây giờ rất là rẻ các bác nhé. Siêu rẻ luôn, một gói như này 5 lạng thì các bạn lấy các bác là 250.000. Cái tinh dầu xả này thực ra không phải là em cố tình em đong cho nó bé. Tại vì là tính chất của nó nóng cho nên là cái chai nó rót vài ngày nó bị móp. Còn cái tinh dầu quế còn nóng hơn ấy. Rót vào nó bắt đầu, chai nó bắt đầu căng ra và nó biến dạng cái chai đi. Đấy, cái chai sau này những cái nốt vằn trên này nó cũng nóng quá là nó cũng giãn hết ra. Các bác nhé, đây là loại cực xịn luôn. Tinh dầu xả mừng tè em bán là 190.000 một chai. Tinh dầu quế 390.000 một chai. Các bác chỉ cần 1-2 giọt này các bác lau nhà hoặc là xông phòng, cảm giác nó ấm và nó cực kỳ, nó lịch sự luôn anh em nhé. Những quán người ta spa hay là những quán mà người ta cần một cái không gian rộng rãi trị liệu thì người ta dùng dùng hai cái loại tinh dầu này, cực kỳ sạch sẽ. Tiếp theo em có long nhãn, em bán giá là 220.000 một cân. Ở đây là một gói nửa cân long nhãn đầu mùa, em bán là nửa cân là 110.000. Đấy. Tiếp theo, bác nào mà bị ngứa tổ đỉa, viêm da cơ địa thì đây là một cái dòng thuốc của Trung, nội địa Trung duy nhất mà em bán. Cái tuyếp này 35.000 một tuyếp các bác nhé. Hoặc là bị ngứa, mẩn ngứa, nổi mề đay không rõ nguyên nhân thì sử dụng cái loại này. Đây là loại duy nhất của hàng của nội địa Trung em bán, 35.000 một tuyếp. Tiếp theo là em có rễ của cây mú tần. Cái này là bổ thận cho anh em nam, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, giúp kéo dài cho anh em. Rễ cây mú tần này mở ra ngửi đã thấy thơm mùi thảo dược rồi anh em nhé. 90.000 một cân. Em có cái lạc tiên thì một túi nửa cân thì em bán là 45.000, siêu rẻ. Đấy. Tiếp theo em có cái thuốc dạ dày đại tràng. Ở đây là một cái gói này gồm có 225 viên của một bạn người Thái tên là Lò Thị Diệu. Nó là thuốc gia truyền các bác nhé. Ở đây có cái mã QR code. Đấy. Cái này nó là nang và viên rồi, nó là lá cây nghiền. Đấy. Những cái vị như khôi tía hay là khôi nhung, hay cò khồn, cò dâu dưa, cây chè dây, khổ sâm. Đây là người Thái người ta bài này gia truyền. Có rất nhiều anh em uống là đã khỏi rồi. Và em bán cái loại này phải nói là rất, anh em rất là tin tưởng. Có mã vạch, có check nguồn gốc xuất xứ nên các bác yên tâm. Cái loại dạ dày này chữa viêm loét này, viêm hang vị, đau thượng vị, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP, đau đại tràng, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, ăn vào đau này, ăn no đau, ăn đói cũng đau bụng, thì hay là đi phân ra đi ngoài phân lỏng phân nát ấy, thì uống cái loại này vào khuôn luôn các bác nhé. Và một liệu trình như này em bán là 720.000 đồng bao vận chuyển. Em có cái nụ hoa đu đủ được hàng sấy lạnh phơi khô rất là, em xin lỗi là hàng sấy lạnh rất là xanh các bác nhé, 450.000 đồng một cân. Thì một gói này em bán với giá là 225.000. Các bác phải hiểu là các bác chú ý là cái một cái để ra một cái cân khô đu đủ như này phải mất đến 8 cân tươi các bác nhé. Do đó trong cái quá trình người ta phơi sấy nữa, cho nên là nó mất rất là nhiều công để nó hết cái hơi nước ở trong cái đu đủ khô này đi, đu đủ tươi đi, thì ra một cái cân thành phẩm nó rất là đắt như thế. Có lúc nó cũng khan hàng, nó lên đến 600-700.000 một cân ấy. Và em có cái hà thủ ô hàng Thái Lát phơi khô, cái này thì em bán là 145.000 một cân. Hàng hà thủ ô Thái Lát phơi khô này thì nó là hàng xô to nhỏ lẫn lộn. Bác nào mà bị bạc tóc này, muốn mạnh gân cốt, bồi bổ đẹp da thì sử dụng cái loại hà thủ ô này. Hà thủ ô thực ra nó là cái loại bổ máu các bác nhé.
nó làm cho tóc của các bác đen từ bên trong trở lại. Tuy nhiên là chúng trong quá trình dùng thì các bác phải kiên trì, đúng không? Nếu bác nào mà chúng ta không có thời gian để làm thì chúng ta mua cái loại đã chế của công ty Hoa Đỗ Quyên cũng ở Lai Châu, thì em bóc cái này ra cho các bác xem. Cái loại này thì đã thành viên rồi, hoàn thành viên và trộn với vừng đen. Đấy, hàng Hà Thủ Đô ô đỏ của rừng Lai Châu. Một lọ như thế này em bán là 199.500g các bác nhé. Đấy, bác nào muốn xanh tóc đỏ da thì sử dụng cái loại này, hoặc sử dụng loại thô này về thì các bác có thể chế qua với đỗ đen, cửu trưng cửu sái đấy. Sau đó chúng ta nghiền và chúng ta trộn với mật ong để chúng ta dùng. Bởi vì cái loại này nó tương đối chát các bác nhé. Nếu bác nào mà tin tưởng thì có thể sử dụng cái loại cao Hà Thủ Ô này. Loại cao, dạng cao này thì nó ngọt và nó dễ dùng. Một lọ như này em bán với giá là 110.000. Kỳ vị tử thì chị em phụ nữ nên dùng khoảng 1 tuần 2 lần. Cái loại này rất bổ máu nhé. Rất bổ máu và bổ mắt, chống lão hóa, giúp da rẻ hồng hào, ngủ ngon và điều hòa kinh nguyệt, vân vân. Thì những cái này thì cái nó là từ ngày xưa rồi. Kể cả các bác thấy ở trong những cái thang hầm gà hay là dành cho người ốm mới dậy, những người sinh nở, thì người ta sử dụng cái loại hạt, cái loại gọi là kỳ vị tử này để tăng cái bổ máu ở bên trong đấy, cho người ta cảm giác nó khỏe mạnh mọi người nhé. Tiếp theo là em có trà đội 2 của Lai Châu. Thực ra những cái hàng Lai Châu này thì nó cũng gần gũi với em, cho nên em bán vì em ở Lai Châu mà. Trà đội 2 này em bán với giá là 150.000 1 kg. Đấy. Trà đội 2 này cực kỳ tuyệt vời nhé, mà rất nhiều anh em người ta tin dùng cái loại này. Nếu có bác mà cảm muốn thử nó thì có thể sử dụng một cái gói này, em bán với giá là 75.000 kèm 22.000 tiền ship nữa, thì nó chưa đến 100.000 đâu. Các bác về các bác uống thử, bác nào hay trà thì uống thử cái loại này, uống thử xem trà đội 2 nó như thế nào. Cái mật ong nhà em là mật ong khoái rừng, thì ở đây em đong ong thường vào một cái chai như này các bác nhé. Chai mùa này nó ga rất là mạnh, và cái biểu hiện mật ong rừng ấy, thì mình mới vắt ra thì nó có màu trắng như này, nhưng tầm khoảng 2-3 tuần nó sẽ chuyển vàng như này. Đây là cái lớp phấn hoa ở trên nó đẩy lên các bác nhé. Và ga rất là mạnh, nên em mở cho các bác xem. Đấy, khủng khiếp luôn. Riêng gặp những cái loại này mở ra là nó thơm nức cả nhà luôn các bác nhé. Đây là ong khoái. Ong khoái thì em bán với giá là 250.000 đồng một cân. Em sẽ đóng đến đây thôi, để cho khi vận chuyển nó không bị nổ các bác nhé. Đóng đến đây thì rất dễ là bị phun trào ra. Đấy. Em có cái lá mát gan dành cho bác nào bị men gan cao và gan nhiễm mỡ, hay là bị xơ gan ấy, thì chúng ta dùng cái loại này. Loại này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Bác nào mà bị nóng trong hoặc là nó nổi mẩn đỏ ra ngoài, nổi mụn, nó phát ra ngoài thì dùng cái loại này. 80.000 một cân các bác nhé. Em có cái đông trùng hạ thảo hàng loại gãy của Huy Cương Lai Châu. Cái loại này cực bổ luôn. Đấy. Dùng cho những người nào mà muốn bồi bổ sức khỏe, phòng chống nguy cơ ung thư, đột quỵ, thì chúng ta sử dụng cái loại đông trùng hạ thảo này. Em bán là 220.000 đồng một lọ như thế này, 50g các bác nhé. Còn đây là cái đũa tre. Đũa tre này thì em bán là 30.000 một bó 10 đôi. Ở đây em đóng cái màng co này vào cho các bác sử dụng. Cái đũa tre này như mọi người thấy thì nó được vót thủ công nha các bác nhé. Và khuyên các bác là nên thay đũa 1 năm 2-3 lần, để cho chúng ta cái đũa này nó sử dụng qua nhiều người, nhiều miệng. Đấy, cho nên là để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta, hoặc là nhà bác nào mà có muốn hay có cỗ mà để đồng bộ thì mua
10 20 bó về để dùng cho nó tốt. Thì các bác mua số lượng lớn thì nhắn cho em, còn mua lẻ thì cứ 10.000, em xin lỗi là 10 bó, 10 đô. 10 đôi là 30.000 các bác nhé. Cái thuốc đặc trị sâu răng của người sao đỏ. Đây là bác nào mà chữa đau răng, bác nào mà bị đau răng, sâu răng, viêm lợi, hôi miệng thì chúng ta sử dụng cái này, 35.000 một lọ. Đấy. Tiếp theo là cái viêm xoang mũi của người dao đỏ. Cái loại này em bán 145.000 một liệu trình, 3 lọ bao vận chuyển cho các bác nhé. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Trà sơn mật hồng sâm 55.000 một cân. Đấy. Trà này hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, bổ thận, lợi mật, giải độc, an thần và tiêu hóa tốt. Bác nào mà bị mất ngủ thì cũng có thể dùng cái này. Em lên tiếp theo là cái loại thớt vuông. Xin lỗi là thớt chữ nhật. Thớt chữ nhật nó có ưu điểm là mình đặt như này. Đấy, mình thái. Thái mình đặt như này nó róc nước rất là nhanh. Thì cái này em bán size 25 x 30. Dày 4. Cái này thớt Campuchia mọi người nhé. Em bán là 280.000 một chiếc. Đấy, các bác về. Cái này dùng cho thái thôi. Thái và chặt nhẹ. Đấy. Cái loại này cũng là size 25 nhưng nó là thớt tròn. Em bán với giá là 145.000 một chiếc. Hàng siêu xịn luôn. Cái này là hàng Lai Châu này. Giá nó rẻ hơn một tí. Những cái này ship thì chỉ có 25.000 một cái thôi các bác nhé. Em sale nốt cái mấy con dao. Hôm trước thì báo cáo với tất cả anh em là cũng đi công tác về thì nó... mình không để ý nên là nó bị giọt, nó bị dính ít nước vào đây. Cái này về các bác thì mài đi là nó hết thôi. Ở đây cái này thì em sale siêu rẻ cho các bác, là cứ em gọi là bán dưới giá nhập. Em bán là 50.000 một con. Đây là con chặt gà vịt này. Đây là con bầu lọc này. Con này là con bầu lọc nhỏ. Thực ra ở đây bán dưới giá nhập nên là rất mong các bác thông cảm. Thực sự là nhu cầu của em thì nhà em có nhiều dao, nếu mà để bán lỗ đi thì cũng hơi hơi gọi là mình thà để dùng, nhưng mà mình thì mình lại có quá nhiều rồi, cho nên là cái này về các bác mài đi là nó sẽ hết thôi. Nó không phải là cái lỗi trong quá trình đánh, mà ở đây là do em không để ý cho nên nó giọt nước vào. Thì cứ 50.000 một con. Thì đây là bộ đầu tiên là 150.000 này. Bộ số 2 thì có hai con, một con thái, một con lọc. Cái này là 100.000. Cái này thì là 150.000. Còn bộ trên này là một bộ chống dính. Bộ chống dính thì em bán cái cây lọc, cái cây gọt nhỏ này. Các bác có thể gọt dưa hấu hoặc là dùng lạng hay là phi lê cá đều được. Cái loại này là 110.000 một con này. Cái cây thái bằng này, thái nhỏ bằng cũng 110.000. Cây thái bằng to là 135.000. Cây này là một cây chặt cả, em bán là 175.000. Những cái này, những cái dao này các bác lên những cái nút dao IC ở trên cao tốc ấy. Ví dụ như bạn em mua cái coi cây này là đã 260.000 rồi, từ đắt gầm gấp 3 lần. Đắt gấp 3 lần. Cho nên là anh em ở đây thấy rẻ thì ủng hộ em. Thực sự em bán với giá này cực kỳ rẻ và không gọi là gọi như là không lãi. Lãi chỉ một vài nghìn không đáng kể anh em nhé. Đấy, thì em có những cái mặt hàng như vậy. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em. Em xin cảm ơn mọi người.